Em xin kính chào các bác đã đến với video của em nha, kênh hàng Nhật Bãi. Hôm nay em giới thiệu các bác là một mẫu nồi Tiger áp suất 2 bi. Nồi 1 lít 8 sử dụng cho gia đình mình đông người. Nấu được 5 đến 8 người sử dụng. Đó thì mẫu này cũng còn là khá ok, thì ngoại thất cũng có chạy sướng nha các bác. Vì nó là hàng bãi. Còn các bác cứ yên tâm về cái phần chất lượng. Cái phần nội thất thì em đảm bảo cho các bác là đẹp. Còn chất lượng thì nguyên zin, các bác xài sử dụng nó rất là ok. Ok, đây là như thế nào, là bền bỉ, không hư hỏng, không hư giặt, không gì hết. Nhưng mà riêng cái nồi Tiger này thì là một số bác gọi là phản hồi rất là tốt. 2014 là năm sản xuất, là 1 lít 8. Model Enzyban cho em nè. Điện áp 100, công suất 1350W. Hiện tại em đang có bán cục đổi cùng nghề điện để các bác sử dụng nồi này với giá là 550.000. Cục 2000W nha. Cục 3000W nấu được 2 nồi cơm cùng lúc với giá là 700.000. Đây, nó cũng có chày số chút đỉnh nha các bác. Trên mặt cũng có chày. Nói chung là mẫu này em sale cho các bác luôn, rẻ hơn những cái nồi mà đẹp hơn cả triệu luôn các bác. 5-700 luôn, đây có chày các bác. Như vậy các bác đã lấy cana các bác đánh vô nha, là nó sẽ bóng đẹp lên. Còn em thì không có thời gian gì, em bán hàng nguyên zin, em cũng không có thay đổi phụ kiện hay làm gì hết, con xanh mướt đẹp các bác mới tin luôn. Những về cái này có mấy cái nồi này nó hơi bị chạy quá cho nên là em sale lỗ lại luôn cho các bác mình dễ dàng sử dụng. Đây bao đẹp cho các bác chưa, từng mm luôn nha, bên trong cũng sạch đẹp. Thì bác nào mình đã định tâm người mua một cái nồi giá cũng như tốt tốt để mình sử dụng, thì mua nồi này nè, son sần đẹp không tì vết luôn các bác. Đây thấy không, nó bụi thôi chứ còn là đẹp keng, son này là đẹp lắm luôn, ở trong ngoài đều đẹp hết, giá yêu thương cho các bác luôn, không có để mà các bác phải lăn tăn về giá. Nó dính bụi đồ thôi em sẽ vệ sinh lại, em lau chùi lại nữa. Hàng về em test là em đăng lên liền, nhiều khi là chưa có kịp vệ sinh luôn, bên Nhật sao là như vậy đó. Vào bên trong rồi thì ngoài ngoại thất nội thất tới phần cắm điện, thì cái phần mà quan tâm nhất của các bác là các bác đừng mà cản nghe em báo giá luôn á, chứ không có mà để bán giấu mà ốp ốp mà mở. Các bác có nhu cầu thì inbox liên hệ qua Zalo giúp em nha. Rồi thì cắm điện có giao diện thế này, nhân việc đầu tiên thì mình chỉnh về cái giờ của Việt Nam. Rồi bấm nút này thì nó mặc định là giờ Việt Nam, nút này hâm cơm đó, nó sáng như là nó hâm cơm, không hâm thì mình tắt, nút này nó nấu cơm đó. Rồi mình không nấu mình tắt cho em, hẹn giờ thì bấm vào đây, có nhiều khung giờ nè, nút này nút phút nè, nút này nút giờ nè, thì chọn được cái khung giờ mà ưng ý thì bấm nút nấu, thì đúng giờ này có cơm các bác ăn, trước giờ này tầm một tiếng thì nó sẽ nấu. Rồi nó thì tắt, các bác nấu cơm cháy thì cũng đơn giản thôi, bấm về cầu trắng cho em, bấm nút nấu trắng thì nó sẽ nấu có cơ cháy cho các bác lúc này. Rồi hết thời gian nó gom trắng có cháy, thì mẫu này em đã test ok nha, hình thức là cũng như hình video có chày đây các bác. Vậy các bác chịu khó đánh cana nó sẽ bóng, nó sẽ hết cái mờ này lại. Em đang sale với giá là 2,7 triệu nha các bác, cái thường thường mẫu này giá tầm 3 triệu hơn, 3,5 triệu lận. Thì nếu mà đẹp xuất sắc luôn á là 4 triệu, còn mà coi như là đẹp trung bình đó thì nó 3,5 triệu, nhưng mà ổng này thì nó hơi chày ngoại thất, nhưng mà nội thất thì đẹp keng, giá thì 2,7 triệu. Em chỉ bán đúng duy nhất một giá. Em xin nhắc lại là nồi 1 lít 8 cao tầng IH áp suất 2 bi có nấu cơm cháy, nồi mình 2014 1 lít 8 em đang bán với giá yêu thương là 2,7 triệu, chuyển đủ em bao ship cọc 500, các bác trả tiền ship, nhận hàng các bác được kiểm tra được cấm điện chứ mọc bu cục, em bảo hành cho các bác 3 tháng sử dụng. Kết thúc video, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo, chúc các bác nhiều sức khỏe. Cảm ơn các bác theo dõi video nha.